Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Dragon Ball Kakamei trên channel Shonen Action. Trong tập 12, chúng ta thấy được những hành động phá hoại của vũ trụ thứ 14 trên đường vượt qua các vũ trụ khác. Mặc dù là thần hủy diệt mới, nhưng Amaron không hề ngại va chạm khi tấn công dân cư bên trong vũ trụ 4 của thần hủy diệt Quetzla. Trong tập mới này, chúng ta sẽ được chứng kiến Gohan tiếp tục tập luyện ở vũ trụ 11. Vì vậy, hãy cùng mình theo dõi trong tập 13 nhé. Đã 5 tháng đã trôi qua kể từ sự kiện giữa Kanshei và Kaishi, 5 tháng kể từ khi Goku bị đóng băng. 12 vũ trụ đã và đang luyện tập rất chăm chỉ để bảo vệ di sản của các thế hệ trước một cách tốt nhất và cũng là để bảo vệ tương lai của các thế hệ sau. Nhưng chính ở vũ trụ 11, một chiến binh trẻ bắt đầu đảo lộn kết quả dường như không thể tránh khỏi của cuộc chiến đang đến gần. Trên một con tàu bay, Dispo nhận xét rằng: "Ngạc nhiên thật đấy, kể từ lúc lời kêu gọi của Đại Thiên Sứ được đưa ra thì phần lớn những tên ác nhân đã bắt đầu hành động và đang cố gắng thực thi luật pháp của riêng chúng." Kasera cũng nhận thấy điều tương tự. "Quả thật đúng như lời cậu nói, chúng càng ngày càng đông. Và Pride Trooper chúng ta phải có nghĩa vụ ngăn chặn chúng trước khi 2 năm kết thúc. Bằng cách này, chúng ta giảm thiểu được đáng kể lực lượng đồng minh trong tương lai của mụ thiên sứ kia." Jiren thì đang bận tâm đến chuyện khác. "Chính xác thì Gohan đã ở trên hành tinh Grill được bao lâu rồi?" "Đã được 3 ngày rồi, và vài tiếng trước thì cậu ta đã phát ra dấu hiệu của sự sống bằng cách đề nghị chúng ta tham gia cùng. Cậu ta rất muốn cậu đến đấy, Jiren." "Để cậu ta đến đây thật sự không phải ý hay chút nào." "Tôi biết, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Tất cả thành viên của nhóm Pride Trooper đều đã được huy động trên khắp vũ trụ để ngăn chặn những cuộc chiến hay tổ chức khủng bố rồi. Gohan cũng đã đề nghị đi đến đấy một mình mà." Trên hành tinh Grill, Gohan không chỉ còn sống mà còn trông rất mạnh mẽ và quyết tâm. Dispo cười khi nhìn thấy Gohan. "Chỉ trong 5 tháng mà đã không còn nhận ra cậu ta nữa. Báo cáo tướng quân Sasero, tôi đã hoàn tất việc dọn dẹp hành tinh Grill." "Tốt lắm, tôi không nghĩ rằng cậu sẽ một mình ngăn chặn được cả một đội quân chỉ trong 3 ngày. Nhưng cậu cũng nên biết rằng việc đó để tất cả bọn chúng sống không phải là điều khôn ngoan. Vài tháng trước, chúng chính là tổ chức bị truy nã gắt gao nhất. Mỗi thành viên của chúng phải chịu trách nhiệm về những cái chết đau thương và các tai nạn. Những ác nhân đó không đáng được tha thứ. Tôi rất xin lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ như anh muốn. Nhưng trái đất đã dạy tôi một điều rằng, một ngày nào đó kẻ thù sẽ thay đổi và trở thành đồng minh tuyệt vời của chúng ta." Hãy cẩn thận, đừng lạc lối vì tin tưởng vào thế giới màu hồng quá nhé." Jiren thắc mắc, "Tại sao cậu lại yêu cầu tôi đến đây vậy?" "Tôi đã ở cạnh anh suốt 5 tháng và đặc biệt nhờ anh mà mục tiêu của tôi đã được xác định. Hồi tưởng về 4 tháng trước đó, chúng ta quay trở lại cái đêm Gohan chính thức gia nhập nhóm Pride Trooper. Sau khi Belmont thông báo về sự sống sót của mình, Gohan quay đầu lại để hào hứng hỏi ngài Belmont rằng ngài đã tỉnh lại được bao lâu. Kasera giải thích rằng ngài Belmont đã trở lại trạng thái bình thường trong khi Gohan đang làm nhiệm vụ để gia nhập. Nhưng ngài ấy muốn đích thân đến đây để chúc mừng vì Gohan đã gia nhập vào đội. Belmont nói rằng nếu ai đó nói với ta rằng con trai của Goku sẽ gia nhập Pride Trooper, thì dĩ nhiên ta sẽ chẳng bao giờ tin. Dù sao thì ngươi cũng trở thành một phần gia đình của ta rồi. Rất hoan nghênh và chúc mừng ngươi." Tobo có một câu hỏi và muốn Gohan trả lời. "Tại sao cậu không ở lại và luyện tập cùng những người bạn của mình? Anh chàng Vegeta đó thậm chí có thể dạy cậu nhiều hơn chúng tôi mà." "Thực tế thì tôi bắt đầu quan tâm đến vũ trụ của các anh kể từ khi bắt đầu giải đấu sức mạnh, và đặc biệt là Kaioshin của các anh." Belmont bất ngờ. "Seu, ngươi quan tâm gì đến Se?" Gohan tiết lộ rằng, "Nhiều năm trước thì tiềm năng của tôi đã được đánh thức bởi một ông lão Kaioshin. Vì vậy, bằng cách nào đó thì sức mạnh của tôi đã được có một cách gián tiếp từ Kaioshin." "Ngay sau khi hy sinh bản thân để loại bỏ Dispo, tôi đã hỏi Shin về việc C là ai. Bởi vì tôi thực sự không thể giải thích tại sao, nhưng có vẻ như tất cả các Kaioshin đã được kết nối với tôi kể từ khi tôi đến thế giới của họ. Tôi cũng cảm nhận được sức mạnh và tiềm năng của họ." Lúc này, thiên sứ Makarita bước vào phòng. Cô ấy kể rằng thế giới của Kaioshin không giống bất cứ nơi nào khác. Rất ít người phàm từng đặt chân đến đó. Và như những gì tôi có thể thấy thì cậu chính thức mặc trang phục Kaioshin, đeo bông tai Botara. Vào thời điểm đó thì Kibito đã khiến cậu trở thành một Kaioshin tập sự. Điều này sẽ cho cậu câu trả lời mà cậu vẫn tìm kiếm. Jiren tò mò chính xác Shin đã nói gì về Gohan, những thông tin gì về Cell. Gohan nói rằng, "Shin đã giải thích với tôi rằng những Kaioshin lần đầu tiên sẽ xuất hiện dưới dạng quả hoàng kim. Nhưng tất cả quả hoàng kim tồn tại đều thông qua sự lựa chọn của vũ trụ và đều được định sẵn để trở thành Kaioshin. C là một quả có kích thước lớn gấp 2 đến gấp 3 lần so với những quả khác. Điều này lý giải tại sao C lại có nguồn ki mãnh liệt hơn so với những người khác. Dù thế nào đi chăng nữa, C cũng không giống những vị thần sáng tạo khác mà chúng ta biết." Thông tin này khiến Belmont bị sốc. Tất cả thông tin Gohan nói đều chính xác. Belmont khẳng định C thực sự sở hữu sức mạnh mà các thần cai khác đều ao ước. "Vậy cậu đang nghĩ gì?" "Khi tôi đã đánh thức tiềm năng của mình, tôi đã cảm thấy rất khó chịu, giống như trong người có một thứ gì đó mới chỉ giải phóng một phần. Vào thời điểm mà tiềm năng của tôi được đánh thức thì trận chiến với Majin Buu đang rất gấp rút, nên tôi phải rời đi ngay lập tức. Lúc đó, ông lão Kaioshin đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết." Thiên sứ Makarita tóm tắt. "Tóm lại là cậu sẽ đề nghị C hoàn thiện việc thức tỉnh sức mạnh vì cậu cảm thấy toàn bộ tiềm năng sức mạnh của cậu vẫn chưa được đánh thức triệt để.
và C chính là người hoàn hảo giúp cậu hoàn thành việc đó, đúng chưa? Sau đó, cô dùng cây trượng của mình để quét qua người của Gohan. Quả thật, tôi vẫn cảm nhận được tiềm năng của cậu vẫn đang ngủ say. Dường như trước đó các bước đã được thực hiện nhưng không theo đúng trình tự. Khi một Kaioshin đánh thức tiềm năng sẽ có một số bước thực hiện phải đúng theo trình tự, đồng thời phải chính xác và cần tập trung cao độ. Thực tế thì không phải tất cả các Kaioshin đều có thể đánh thức tiềm năng, chỉ một số ít trong số họ có khả năng thôi. Và có lẽ ông ta đã thực hiện khá hời hợt. Sự phát triển chậm lại của Gohan xét về mặt tiềm năng có thể chỉ là hậu quả của việc tin tưởng vào một Kaioshin biến thái. Hơn nữa, lão ta còn hợp thể với một mụ phù thủy không đáng tin cậy. Điều này khiến Gohan khá thất vọng. Makarita giải thích thêm. Từ những gì tôi thấy ở cậu thì tiềm năng sức mạnh của cậu vượt xa so với khi mới thức tỉnh. Sức mạnh của cậu có được nhờ sự kết nối giữa cha là người Saiyan, còn mẹ là người trái đất. Một lần tiềm năng được giải phóng bởi một người Namek và lần thứ hai là một vị thần sáng tạo. Điều kiện đã có đủ cho một sự thức tỉnh hoàn toàn về tiềm năng trọn vẹn. Gohan không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy cần chạm đến giới hạn sức mạnh thật sự của mình và mong muốn vũ trụ thứ 11 sẽ giúp đỡ. Con đã bắt đầu hiểu được ý nghĩa của việc trở thành một chiến binh của sự tự do rồi và con rất khâm phục bố về điều đó, bố Goku. Trở về hiện tại, Gohan nhờ Jiren. Tôi có một thỉnh cầu với anh. Kể từ bé đến giờ, tôi chưa từng thấy một đối thủ nào từng đối mặt và chiến đấu với bố tôi như cách mà anh đã từng làm trong giải đấu sức mạnh. Ngay cả khi bị đánh hội đồng bởi Frieza và số 17, anh vẫn quá áp đảo. Phải khẳng định anh quá mạnh. Hãy chiến đấu với tôi bằng tất cả sức mạnh của anh. Trong khi chờ được Cell giúp đỡ, tôi sẽ tự chạm đến giới hạn của mình. Bắt đầu luôn thôi. Nhìn vào Gohan, ngoài khả năng điềm tĩnh và tài năng thiên bẩm mà Jiren cảm nhận được, thì dáng vẻ và khí chất này của cậu ta khác biệt so với cha của Gohan. Gohan tự tin đối mặt với Jiren. Tôi phải tìm kiếm giới hạn của mình. Trận đấu này cực kỳ quan trọng đối với tôi. Vì vậy, tôi sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh. Toppo đứng từ xa quan sát và ra hiệu cho thiên sứ Makarita bảo vệ hành tinh và cư dân sống ở đây, bởi vì trận chiến này sẽ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Với một nụ cười tự mãn, Makarita hiểu và đồng ý. Gohan bắt đầu đáp xuống để chuẩn bị đối đầu với Jiren. Chúng ta không thể không nhớ lại tất cả quá trình xây dựng nhân vật Jiren thông qua giải đấu sức mạnh. Là một chiến binh quá kiêu ngạo, anh ta từ chối giao chiến với phần lớn các chiến binh cho đến khi cần thiết. Và bây giờ Jiren chấp nhận chiến đấu một trận toàn lực đối với Gohan. Gohan bị thương nặng và thậm chí ho ra máu. Jiren nắm lấy tóc của anh và tiếp tục tấn công. Chứng kiến nỗ lực không bỏ cuộc của Gohan, Jiren hồi tưởng lại quá khứ khi anh ta luyện tập cùng người thầy của mình. Con sẽ không bỏ cuộc đâu. Chiến đấu để mạnh hơn là chưa đủ. Con cần phải nắm được tất cả mọi thứ mà con có thì mới có thể giúp con giành chiến thắng được. Sư phụ đang nói cái gì vậy? Con không còn gì để mất đâu. Gia đình duy nhất của con bây giờ chỉ có người thôi. Sư phụ Gichin. Đồ ngu, ta phải nói bao nhiêu lần nữa. Con cần phải chiến đấu cho chính giá trị của bản thân và cho những người mà con yêu. Bất kể là có bao nhiêu đi chăng nữa. Bởi vì cái ngày trong tay con thật sự chẳng còn gì cả. Cái ngày mà con không chiến đấu với bất cứ ai sẽ là cái ngày mà ngọn lửa cháy bỏng cho con bị dập tắt. Con không nên đợi cho đến khi những người con tin, yêu đang cận kề cái chết hay là đang gặp nguy hiểm thì mới chiến đấu. Con cần phải mạnh mẽ vì họ khi thời cơ đến. Chính vì quyết tâm của Gohan đã khiến Jiren nhớ đến mình trước kia. Jiren thẳng thắn. Tại sao cậu cứ tiếp tục đứng dậy vậy, Son Gohan?
là bởi vì tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, tiếp tục đi Ziren. Tiếp tục đấm Gohan, Jiren nói: "Ngày mà một vị thần hủy diệt đe dọa muốn xóa sổ cậu và bạn bè của cậu, thì cậu thực sự nghĩ rằng chỉ cần kiên trì thì sẽ cứu được mọi người không? Quyết tâm của cậu chẳng có ý nghĩa gì nếu không thể đạt được kết quả mong muốn." Trong lúc này, một cánh cổng được mở ra, một kẻ xấu trước đó đã tiến vào chiến trường. Một vài kẻ xấu trước đó đã tiến vào chiến trường. Chúng cười hô hố vì sao những kẻ ngốc này lại để chúng sống sót. Một lần nữa, bản chất tốt bụng của Gohan đã đặt anh và tất cả những người khác vào tình thế nguy hiểm. Dispo và Kasera đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Gohan cầu xin Jiren rằng chúng ta cần phải giúp đỡ mọi người, nhưng Jiren từ chối. "Không, hãy tin tưởng vào đồng đội của cậu. Trong cái tình thế này, cậu không thể làm gì được đâu." Thiên sứ hỏi Tobo rằng liệu ngài có cần hỗ trợ mọi người, nhưng Tobo cũng nghĩ rằng không cần thiết vì Dispo và Kasera chỉ giả vờ mà thôi. Jiren hỏi Gohan một lần cuối cùng: "Sao cậu vẫn cố gắng đứng dậy vậy?" Câu hỏi này khiến đầu của Gohan tràn ngập những suy nghĩ về những người thân và bạn bè. Cuối cùng, Jiren tôn trọng Gohan và sẵn sàng tấn công một đòn toàn lực. Mặc dù bất tỉnh và mất đi ý thức, nhưng Gohan vẫn được Jiren chúc mừng vì đã hoàn thành trận chiến của chính mình. Suy nghĩ sâu sắc về tình hình hiện tại, Tobo nhận xét rằng họ có 2 năm chuẩn bị để ngăn chặn trận chiến của các vị thần, nhưng xem ra thời gian là không đủ. Trong khi đó, trở lại với nhóm của Amaron, có vẻ như họ đang dừng chân ở vũ trụ 10 và đang đàn áp những cư dân ở đây. Dula và Salaga giống như đã giết chết Rilly Bell và Ruplat. Bây giờ, những chiến binh của vũ trụ 10 gần như không còn đứng vững được nữa, nên có lẽ vũ trụ 14 sẽ sớm quét sạch họ và tiếp tục cuộc hành trình đến chỗ đại thiên sứ. Vũ trụ nào sẽ là nạn nhân tiếp theo của vũ trụ thứ 14? Hãy cùng chờ đợi Dragon Ball Kakumei tập 14 nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.